Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Nhầm, bạn nào có nhu cầu mua liên quân hay free fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop ạc hợp tác chính thức với mình. Đường link shop mình để dưới phần mô tả, nên anh em có thể bấm vào mua ạc hoặc thử vận may đầu năm ủng hộ mình nhé. Uầy, chưa gì hôm nay đã mùng 1 Tết rồi. Hôm nay shop của Kaily khuyến mãi X2 làm thẻ nhá. Với anh em làm 100k sẽ được 200k, hoặc anh em làm 10k sẽ được 20k ấy, từ 29 Tết đến mùng 6 Tết nhá anh em ơi. Bây giờ quay xem nào. Đường link shop của mình là dưới phần mô tả hoặc phần comment nhá. Shop kaligaming.vn này. Uầy, 9k ra 500 kim cương liền. Uầy, 1000 kim cương. Không cần chờ gì nữa, vô ngay shop của Kaily liền anh em ơi. Hello mọi người nhá, mình là Kaily đây mọi người ơi. Đấy, mình vừa mới ngủ dậy xong đánh răng rửa mặt xong mọi người ạ. Nhìn mặt của mình bây giờ nghiện mất cả nồi, tóc tai thì bù xù kiểu dạng chưa tắm ấy. Đấy, chắc để tầm chiều rồi tắm. Thì hôm nay á, là mình nghe tin anh em ạ, có fan nhắn tin cho mình bảo là biết nhà của thanh niên bố ma son đấy anh em ạ. Nghe nói dàn PC xịn xò lắm, vãi cả nồi ạ. Uầy, nghe quả hợp lý đấy anh em. Bây giờ mình sẽ đi đột nhập nhà của thanh niên đấy nhá anh em nhá. Được của nó đấy. Nghe có vẻ giàu anh em ạ. Đấy. Sẽ đi ăn sáng trước mọi người ạ. Ơi, bạn fan đây, bạn fan chỉ nhà của thanh niên bố ma son đây anh em ấy. Anh em nhìn thấy quen không? Đấy. Thật ra nó đéo phải fan mình đâu, mình nói đùa thôi anh em ạ. Ui, đẹp trai thế nhở. Dạo này nhìn mồm mím đẹp trai phết, má đỏ hồng hào phết nhở. Nhà mình đâu ông, có nguyên con ô tô. À đù, thế đấy, đi. Lên 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 lên. Lên, để bố đèo nhá. Bố đèo đúng vào mồm luôn. Ok, đi. Đấy, bây giờ mình sẽ giả vờ mua túi quà để đi chúc Tết đấy. Bây giờ mua bánh gì bây giờ nhỉ? Chocopie. Mua chocopie với cả một lốc nước ngọt nhỉ? Có uống number one không? Được em ơi. Đấy, Hiền trả tiền đi. Tiền hôm nay Hiền sẽ nhường nó thận trả mọi ngày. Làm nó nấu. Anh biết cái thằng bố ma son không? Thật ra nó sinh 2k5 thôi, nó ít tuổi hơn anh ấy. Vai, nó sinh 2k5 á? Nani? Đúng rồi, hôm đấy anh mà gọi em ra em đấm luôn. Tự dám nhận mình anh thằng Thuận cầm thằng Kelly làm anh, làm em của nó. À đồ. Gọi cứu viện này. Mình đi lạc nên bây giờ phải nhờ người đến tiếp nó. Cứu viện kiểu quạt quanh xe đi vào lòng đất. Được, em quay rồi, em quay. Ôi giỏi. Chị. Đấy, đây. Bây giờ Hiền cầm túi quà, Hiền tầm của toàn. Cầm Hiền tầm túi quà đúng rồi. Đấy, bây giờ giả vờ. Đấy, bây giờ đưa cho thằng bố ma son này. Đấy, bây giờ. Anh nhiều hết cả anh. Chúc Tết bố ma son nhá. Mình đã đến nhà của thanh niên bố ma son rồi anh em ạ. Đấy, đi lạc khắp nơi luôn, lạc ơi là lạc luôn.
Tấn mày lên nhà anh đây. Tấn mày lên nhà anh đây. Khó, chết mẹ mày rồi con. À đủ. Đấy, thằng Hiền này dẫn đến. Ui, na bố mà son nhiều fan thế nhở. Ui, lần đầu qua đây luôn anh em thế nhiều, thế. Nhiều đệ tử hơn Châu ấy. sao mà có dàn PC ở nhà sao mà toàn đi net thế? Kỳ lạ thật. Đến net chơi bạn bè cho vui. À đủ. Tiền anh không thiếu. Anh ra net vì đam mê thôi. Được em ơi. À đủ. Ôi tự nhiên đau bụng thế nhỉ? À đủ. Khách đến nhà thốn đau bụng. What the hell? Cần đi vệ sinh tí đó nhá. Ăn tao đau bụng quá. Ok đi. À đủ. Đi vệ sinh kìa. Xuyệt nhá, đừng nói gì nhá. 8k kim cương. Oh my god. Mua áo cái đi, lên ngay Shopee. Đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Ui, 8.000 luôn. Từ, tắt tiếng ở đấy. Thông minh lắm. Tám nghìn luôn Hiền Sở Châu ạ. Quay đi phá đi. Trời. Hôm nay 8.000 trả thù chứ. Đây quay bộ Việt Nam này trước đi. Được, Việt Nam. À không. Từ. Quay mấy tự nhiên phá kim cương lại quay mấy cái đồ mới này có vẻ như là nó dễ quá anh em. Như thế gọi là không gọi là phá rồi. Vào quay mấy hộp vũ khí rởm cho nó này. What the hell? Rồi đây rồi. Đây này. Mình đã phá mình phải phá cái bộ này chứ này. Đấy, bộ này ok chưa? Ấy phá thì phải phá bộ này ấy. Chơi 10 luôn. Phá lục bạc luôn cho nó chất. Chơi cụ 10 luôn. Ôi dồi ôi. Đang cầu vồng nha. Đấy, phá mấy cái khẩu xịn thế không gọi là phá luôn. Ôi, thế thôi. Đấy mày, 9.999 thế này đi. 1.000 thôi. Thiếu thế, chơi nhiều chứ. Này nổi tiếng phết nhà ai cũng mời ạ. Wow. Ui. Chắc biết cái không có đâu. Bây giờ là lục nè. đừng có bấm cái gì, Đây, khẩu này nữa này. Khẩu này mới khẩu rộng nên là đổi cho nó. Đấy. Bây giờ như này ok rồi. Bây giờ tiếp tục là quay mấy khẩu rộng cho nó này. À đúng không? AN-94 này. Hai phát rồi. Luôn. Ông ra. Ôi mày đen á. À anh đen á, để em làm cho. À thôi, bây giờ quay khẩu này đi. Từ quay nốt cái này. Không ra. Em đen lắm. Đấy, quay cái bộ này này. Ok, quay đi. 99 kim cương rồi. Ui, ra chưa? Tiếng ra luôn siêu phẩm mình tốt. Ra rồi hay sao nhỉ? Ôi, ra cái bộ này này. Nice. Ngon. Chưa thấy, siêu nhưng mà mình phá mà thôi. Quay cố gắng nào như nào đen cho nó là được. Em là kệ nha. Thôi, phá bộ này có vẻ nó đẹp quá Hiền ạ. Thôi mình phá cái cửa hàng công nghệ này đi. Bộ này xấu này. Đấy, quay cái này đi. Quay. Không có cái quay liên tục nhỉ. Có vẫn lấy. Ui, ra rồi. Ui, ra. Rồi quay. Chuẩn bị luôn. Thằng này đi ỉa lâu nhỉ. Đây, để anh quay cho. Đấy. Ok luôn, phá hết sạch nó luôn. Phá hết sạch sành xanh luôn. Cùng quay kim cương đi. Ở bộ này có vẻ xấu này. Phá luôn. Ừ thì phá như này nó mới chất. Đấy, thấy chưa? Hết một ca kim cương mà không được cái gì luôn. Đi, không nó vào ấy. Sợ đi.
Anh Dũng bị làm gì này? Thôi, toàn. Biết gì đâu, vừa mới lên mà biết gì đâu. Làm có làm gì đâu, giời. Vừa mới lên mà. Ô, tam ca anh cơ của anh đâu rồi? Đâu, vừa mới lên à? Biết gì đâu. Vừa mới lên có biết gì đâu. Không ngồi vừa lên biết gì đâu. Giờ hai cái mày cốt vào nhà anh đi. Á đù. Đuổi thật à? Nó đuổi thật này. À, tại mày đấy. Nhưng mà em nhớ làm gì về nhà nó đâu. Hả? Thế em nhớ làm gì về nhà nó đâu. Không phải á? Thôi mày cũng về luôn đi, ngồi từ sáng giờ mà chưa chịu về, tết nhất đấy. Thấy chưa, thấy em bảo nói đúng không? Thế đây không phải nhà của... Chơi thế chứ gì mày ngồi đây từ sáng rồi. Em tưởng đây nhà của thanh niên này chứ. Nó ảo đấy. Hóa ra nhà của anh à? Má. Thôi mà em từ sáng đến giờ. Thôi đi về đi. Thế không phải nhà của thanh niên bố. À mà này, thế thật ra anh Nghiệp ơi, thanh niên này là 2K5 đúng không? 2K5 mà. Mai nồi em tưởng 2K thế mà em gọi nó anh suốt. Thằng này là thích làm anh người khác này. Còn đuổi người ta về nhà luôn. Mà cày thật. Hết tên thằng xuống nhá. Thằng này như nhà của mày nhờ Hiền nhờ. Thằng này đi đông không ngại nhờ. Ok mọi người, chắc video của mình đến đây kết thúc thôi anh em ạ. Đấy, thật ra đây là không phải là nhà của bố Ma Son đâu. Thật ra đây là nhà của anh Nghiệp mọi người ạ. Đó là dàn PC của anh Nghiệp này. Đấy. Thôi bây giờ chắc là đi về thôi nhỉ. Chắc video của mình đến đây kết thúc. Bye mọi người nha.